Số 660, Kinh Bảo Vũ, quyển 8. Thế nào là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về A Lăng Nhã? Này Thiện Nam, Bồ Tát suy nghĩ thế này: khi ta trụ vào hạnh vô tranh và hạnh tịch tỉnh, nếu trời rồng dược xoa kiền đạt vượt có tha tâm thần thông, thì có thể biết được tâm và tâm sở pháp của ta. Vì thế ta nên tác ý như lý, xa lìa tác ý bất như lý, ở trong pháp như lý mà tăng trưởng tu tập rộng lớn. Đó gọi là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về A Lăng Nhã. Thế nào là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về tông ấp, xóm làng, quốc độ, thủ đô? Này Thiện Nam, Bồ Tát cần phải xa lìa những nơi phi pháp như nơi tử tứ, phòng dâm, dương gia, bọn đám mê cờ bạc và chỗ tụ tập ca múa cười giỡn. Vì những nơi đó chẳng phải chỗ lui tới của người xuất gia, nên phải xa lìa. Đó gọi là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về nhân gian. Thế nào là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về lợi dưỡng, tôn trọng, khen ngợi? Này Thiện Nam, Bồ Tát luôn đối với lợi dưỡng phát tâm như vậy: ta vì những người cúng dường mà làm ruộng phước rồi san sẻ vật tí ấy, chẳng bao giờ tham đắm để khỏi ái nhiễm. Ta cũng chẳng vì mình mà chấp ngã, ngã sở. Vật được thọ nhận đem ban bố cho tất cả hữu tình cùng có, trở lại bố thí cho mọi người khổ não. Do nhân duyên này, Bồ Tát được sự lợi dưỡng, nhưng hoàn toàn chẳng ý thị mà sinh tâm ngã mạn, cao ngạo. Bồ Tát suy nghĩ, thể tánh của việc được danh thơm tiếng tốt lợi dưỡng, vốn vắng lặng đều không thể thủ đắc, cuối cùng cũng sẽ là pháp mai một bại hoại, không thể tin chắc. Người có trí nào đối với pháp vô thường mà còn sinh ưa đắm, lại khởi lên kiêu căng, buông lung ngã mạn, cao ngạo. Đó gọi là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về lợi dưỡng, tôn trọng, khen ngợi. Thế nào là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về học xứ Như Lai chế định? Này Thị Nam, Bồ Tát suy nghĩ, chư Phật thời quá khứ đã thường tu tập học xứ này và đã hiện chứng đẳng giác nhập bát niết bàn. Chư Phật vị lai tu tập cũng vậy và sẽ chứng đẳng giác nhập bát niết bàn. Chư Phật hiện tại đã tu tập học xứ này và hiện đang chứng đẳng giác. Đại Bồ Tát đối với học xứ như thế luôn phát khởi lòng tin, tôn trọng, dũng mãnh đương theo đó mà tu tập. Đó gọi là Bồ Tát khéo hành niệm xứ và học xứ Như Lai chế định. Thế nào là Bồ Tát khéo hành niệm xứ về phiền não và tùy phiền não tạp nhiễm? Này Thiện Nam, Bồ Tát ở trong pháp phiền não và tùy phiền não tạp nhiễm luôn khéo nghĩ về chúng. Chúng từ nhân gì khởi, từ duyên nào sinh, duyên sinh khởi như vậy, duyên sinh như vậy, tất cả đều xả bỏ. Đó gọi là Bồ Tát khéo hành niệm xứ về phiền não và tùy phiền não tạp nhiễm. Này Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này nên luôn chứng được tâm Tamarida. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được gọi là thọ y phấn tạo. Những gì là 10? 1. Thệ nguyện kiên cố. 2. Khiêm tốn. 3. Không chán bỏ. 4. Không tham đắm. 5. Liều lỗi lầm. 6. Được thấy công đức. 7. Không tự khen mình. 8. Không hủy báng người khác. 9. Giới đầy đủ. 10. Gần gũi chỗ của chư thiên. Này Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát thệ nguyện kiên cố cho đến gần gũi chỗ của chư thiên? Này Thiện Nam, Bồ Tát được lòng tin và ý vui đầy đủ. Đối với chư Phật khởi lòng tin tuyệt đối, thiết lập nhân hộ mạng, không hủy bỏ lời thệ nguyện cũng không lay động. Do thệ nguyện vững chắc nó được tâm kim khiêm tốn. Cho tâm khiêm tốn, nó không còn ngã mạn, Bồ Tát mặc đồ phấn tạo là đồ mà người ta vứt bỏ, nhặt hết đem về, giặt tẩy may vá rồi dùng. Nhưng không mệt mỏi cũng chẳng vứt bỏ. Do nghĩa đó nên nó không còn chấp trước. Tuy rằng y này thô xấu hư nát, là còn sinh nhiều loại rận, bò chét, nhơ bẩn mà không lấy làm lo lắng. Chỉ thấy đó là y phấn tạo công đức tiên nhân dùng để mặc, được Như Lai khen ngợi. Đức Phật nói là cát tường, xa lìa tham lam, keo kiệt, tùy thuận thánh chúng. Vì nhân duyên đó nên thường tự khen ngợi, cũng không hủy báng người khác, được giới đầy đủ. Do giới đầy đủ nên chư thiên giáng đến gần gũi, thường được chư Phật khen ngợi, chư Đại Bồ Tát dạy dỗ, là được người, chẳng phải người, ủng hộ. Như ở nơi thành ấp xóm làng, là được những vị Bà La Môn Sắc Đế Lợi luôn nghĩ tôn trọng, còn những vị đồng phạm hạnh thì thường thăm hỏi. Này Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này nên gọi là thọ y phấn tạo. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát có tâm rộng lớn nhưng vì duyên cớ gì mà hành hạnh thấp kém? Phật bảo này Thiện Nam,
Chứ Bồ Tát có năng lực lớn nên mới có thể hành hạnh thấp kém này. Người không có năng lực thì không thể thực hành được. Vì sao? Vì Bồ Tát có đại lực cứu giúp thế gian, có khả năng đối trị mà không khởi phiền não. Ngoài ra người không có thế lực thì đó là hạnh thấp kém. Này thì Nam, ý ông thế nào? Hạnh giải của Như Lai là rộng lớn chăng, là thấp kém chăng? Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, giới nghĩa này con này không thể hiểu được. Vì sao phải Đức Như Lai vô sở chứng, vô hạnh giải? Vì không thấy pháp nên không thể đo lường. Con này sao có thể hiểu được sở hành thù thắng của Như Lai? Phật nói, này thì Nam, ý ông thế nào? Như Lai vì sao đối với tất cả hữu tình trời trồng dược xoa kiên đạo phược trong bốn châu mà thể hiện hành thấp kém như vậy? Là vì những chúng sinh như vậy khen ngợi công đức hành đồ đà. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai vì được phục cho người mới phát tâm hướng đến đại thừa để đối trị tất cả hữu tình khỏi khởi lên phiền não mà thể hiện khổ hạnh thấp kém. Phật nói, này thì Nam, đúng vậy, đúng vậy. Chư Bồ Tát có thế lực lớn chỉ muốn thị phục cho các hữu tình để mặc y phấn tạo mà không thấp kém cũng là như vậy. Thì Nam, đó gọi là Bồ Tát tỏ y phấn tạo. Lần nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được gọi là tỏ dụng ba y. Những gì là 10? 1. Biết đủ. 2. Ít muốn. 3. Xa lìa sự mong cầu. 4. Không chứa nhóm. 5. Lìa tổn thất. 6. Lìa sự khổ não tích chứa tổn thất. 7. Lìa sự buồn phiền. 8. Lìa sầu than. 9. Không còn nắm giữ. 10. Chuyên cần tu tập nên chấm dứt các hữu lậu. Này thì Nam Bồ Tát, đối với y thấp kém mà được tri túc, vì tri túc nên thường ít muốn, vì ít muốn nên không còn mong cầu, vì không mong cầu nên chưa từng gom chứa, vì không gom chứa nên không có tổn thất, vì không tổn thất nên không có khổ não, vì không khổ não nên không có sầu than, vì không sầu than nên không còn cái để thọ, vì không còn cái để thọ nên chuyên cần tu tập chấm dứt các hữu lậu. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này được gọi là thọ dụng ba y. Lại nữa, này thì Nam Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì không tùy thuận theo hạnh khác, những gì là 10? 1. Không theo hạnh tham ái. 2. Không theo hạnh sân giận. 3. Không theo hạnh ngu si. 4. Không theo hạnh tổn hại. 5. Không theo hạnh kiêu kỳ ganh ghét. 6. Không theo hạnh ngã mạn. 7. Không theo hạnh khiến cho người khác biết tiếng tốt. 8. Không theo hạnh tôn trọng lời dưỡng. 9. Không theo hạnh cung kính thiên ma. 10. Không theo hạnh cao ngạo. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này nên gọi là không tùy thuận theo hạnh người khác. Lại nữa, này thì Nam Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được gọi là khất thực, những gì là 10? 1. Vì thâu nhận các hữu tình mà hành hạnh khất thực. 2. Vì theo lớp mà hành hạnh khất thực. 3. Vì không mỏi mệt nhàm chán mà hành hạnh khất thực. 4. Vì tri túc mà hành hạnh khất thực. 5. Vì sự phân rãi mà hành hạnh khất thực. 6. Vì không mê đắm mà hành hạnh khất thực. 7. Vì vô lượng mà hành hạnh khất thực. 8. Vì phẩm chất tốt đẹp ngay hiện tiền mà hành hạnh khất thực. 9. Vì căn lành viên mãn mà hành hạnh khất thực. 10. Vì lìa tưởng về chấp ngã mà hành hạnh khất thực. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát thâu nhận hữu tình cho đến xe lìa tưởng về chấp ngã mà hành hạnh khất thực? Bồ Tát thấy tất cả hữu tình chịu nhiều khổ não, tuy thành thục chút ít căn lành, những căn lành đó tạm thời chẳng phải viên miên viễn. Vì muốn làm lợi ích cho những hữu tình như thế mà Bồ Tát hành hạnh khất thực. Khi Bồ Tát vào nơi thành ấp xóm làng, trụ vào chánh niệm đầy đủ an nghi, các căn vắng lặng không để dao động buông lung. Bồ Tát thứ lớp khất thực nên chẳng bao giờ bỏ qua những cái nhà nghèo khổ mà vào nhà phú quý, đó là nhà Bà La Môn, Xá Lợi Phất, nhà cư sĩ lớn. Khi Bồ Tát khất thực lần lượt từ nhà này đến nhà khác cho đến khi xong việc, chẳng hề trái phạm, chỉ trừ nơi ác không nên khất thực, đó là nhà có chó dữ, nhà trâu mới sinh, nhà nuôi dưỡng những loài thú dữ. Này thì Nam, như nơi người nữ, đồng nam, đồng nữ, nơi khởi lên phiền não, nơi cơ hiềm, nơi các ngoại đạo, những nơi như vậy đều nên bỏ đi. Đối với các hữu tình ấy, Bồ Tát không còn yêu ghét. Khi Bồ Tát thứ lớp khất thực không sinh tâm chán mệt để bỏ, chứ không mỏi mệt nhàm chán mà sinh tri túc. Với thức ăn ngon hay dở, Bồ Tát đều tùy hỷ mà thọ nhận. Nó được thức ăn rồi, Bồ Tát trở về trú xứ thâu bát đa la và cầm y phục đến trước tượng Như Lai, hoặc trước Chế Đà, hoặc trước Tốt Độ Ba Tôn Kinh, cúng dường tán thán, rồi đem thức nhận được
chia làm bốn phần, một phần cúng cho vị đồng phạm hạnh, một phần bố thí cho người bần cùng, một phần bố thí cho hữu tình nơi nẻo ác, còn mình ăn một phần. Tuy Bồ Tát ăn, nhưng đối với việc ăn không tham, không nhiễm cũng không ưa đắm, chỉ vì mạng sống mà thọ thực để cho thân thể khỏi gầy yếu, cũng không để cho nặng nề. Thì sao? Nếu thân gầy yếu thì phải bỏ sự tu thiện phẩm, còn nếu thân béo phì thì tăng thêm tùy miên. Bồ Tát thọ thực rồi hay làm cho thiện phẩm tăng trưởng ngay hiện tiền, cho chuyên cần tu tập không có biến trễ, cũng không có lười biếng nên được tương lương bồ đề viên mãn. Do thiện phẩm mà có thể thành thuộc pháp bồ đề phần, xa lìa ngã chấp, do vô ngã nên có thể xả bỏ nhục thân mà bố thí cho hữu tình. Này thiền nam, bồ tát thành tựu mười pháp này thì có khả năng hành hạnh khất thực. Lại nữa, này thiền nam, bồ tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được ngồi một mình, chỉ như là mười. Một, ngồi nói đạo tràng bồ đề, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Hai, chứng tịnh lực xuất thế, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Ba, được bát nhã xuất thế, các ma đến khủng bố nhưng một lòng một mình chẳng lấy động. Bốn, được trí xuất thế, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Năm, chứng được tánh không, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Sáu, chứng các pháp như thật, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Bảy, chứng đạo chánh giác, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Tám, chứng được thần tế, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Chín, chứng về chân như, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Mười, đắc nhất thiết trí, các ma đến khủng bố nhưng một mình chẳng lấy động. Nói ngồi một mình là ngồi ở nhất thiết trí, cũng gọi là pháp tòa. Này thì nam, bồ tát thành tựu mười pháp này nên có khả năng được ngồi một mình. Lại nữa, này thì nam, bồ tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được gọi là ngày ăn một lần, những gì là mười. Một, không phóng túng tham thực. Hai, ăn không tham đắm, nghĩa là ăn rồi đúng thời hay không đúng thời không nên ăn nữa. Như sữa, dầu, đường phèn, mọi thứ mùi vị. Ba, nếu thấy người khác dùng sữa trong mọi lúc không sinh giận dữ. Bốn, nếu thấy người khác dùng sữa trong mọi lúc cũng không hiềm khích. Năm, khi Bồ Tát thực hành ăn một lần, nếu bị bệnh nặng thì nên dùng sữa. Sáu, khi Bồ Tát thực hành ngày ăn một lần, nếu thân có bệnh cần dùng sữa thì mới dùng. Bảy, khi Bồ Tát thực hành ăn ngày ăn một lần, nếu có nạn phải bỏ sự tu tập pháp thiện nên ăn bơ thì Bồ Tát mới dùng. Tám, khi Bồ Tát thực hành ngày ăn một lần, nếu có ba nạn như trên mà ăn sữa rồi thì không hối tiếc. Chín, khi Bồ Tát thực hành ngày ăn một lần, nếu có ba nạn nên dùng sữa thì không nghi hoặc. Mười, khi Bồ Tát thực hành ngày ăn một lần, nếu có ba nạn cần ăn sữa nên tưởng nghĩ như uống thuốc. Này thì nên Bồ Tát thành tựu mười pháp này được gọi, được hạnh gọi là ngày ăn một lần. Là nữa, này thì nam, Bồ Tát đã thành tựu mười pháp sau đây được gọi là ở A Lăng Nhã, nghĩa như là mười. Một, duy trì phạm hạnh. Hai, đối với tùy đại gia được thiền xảo. Ba, các căn đầy đủ. Bốn, đa văn đầy đủ. Năm, vừa thuyết pháp cốt yếu. Sáu, lìa ngã sở chấp. Bảy, giống như thú hoang dã. Tám, thân được trụ lâu. Chín, ở nơi vắng lặng. Mười, không nhầm chán liền bỏ A Lăng Nhã. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát duy trì phạm hạnh cho đến không nhàm chán lìa bỏ A Lăng Nhã? Này thì nam, Bồ Tát bỏ nhà xuất gia ở trong tùy nại gia ba nghiệp thanh tịnh, đầy đủ thì là tánh nhiều thiền xảo, ưu tập oai nghi, ở trong những lời Phật dạy và tất cả pháp huyễn, không nhờ vào duyên khác mà chính mình có thể giải ngộ và có khả năng đắc được giáo nghĩa một cách thiện xảo, lại có khả năng rõ biết học xứ trì phạm. Thấy người trì giới hay sinh cung kính, thấy người hủy giới liền lánh xa. Lại nữa, trong mọi lúc luôn ăn năn lỗi lầm, với những tội đã làm luôn tìm cách sám hối không bao giờ che giấu, là có thể biết rõ tội đã phạm có ba bậc nặng vừa và thấp, là có thể rõ biết nghiệp ác đã tạo và tội nhân quả chỉ tục với thời gian có dài ngắn khác nhau. Bồ Tát tu hành thanh tịnh nên được các căn đầy đủ, nhãn căn không giảm, nhị căn không khuyết, thân phần đầy đủ mới có thể ở nơi A Lăng Nhã thanh vắng, một mình không bóng người, không bị não loạn, không xa không gần, khất thực dễ dàng, nhiều rừng cây, hoa quả, cành lá xum xuê,
nước ngon thanh tịnh lấy dùng không mệt nhọc. Giữa ngôi nhà nhỏ an ổn không có thú dữ, đường núi ưu tĩnh lui tới dễ dàng. Nơi như vậy có thể nương tựa, Bồ Tát nương tựa nơi ấy rồi tùy theo những điều đã tụng đã nghe, ngày đêm ba thời luôn luôn tu tập. Âm thanh tụng kinh không lớn không nhỏ, khéo thu giữ các căn không cho thay đổi. Vật thọ dụng thể đều thanh tịnh, biết rõ tướng sai biệt của các pháp, liền bỏ không trầm, tư duy giáo lý, tâm ấy chẳng động cũng chẳng ngoài duyên. Nếu có vua, con vua già sẽ đến lợi Bà La Môn, đến nơi Bồ Tát. Bồ Tát cung kính chào hỏi khen rằng: lành thay đại vương, chỗ ngồi đã bày sẵn, mời đại vương an tọa. Khi nhà vua ngồi, Bồ Tát cũng ngồi. Nếu nhà vua không ngồi thì Bồ Tát cũng không ngồi. Xem kỹ nhà vua thấy các căn nóng nảy vội vàng, Bồ Tát nên khen: đại vương tài giỏi, hay làm lợi ích cho đất nước. Trong nước đại vương có nhiều sa môn trì giới, giới phước đức đa văn trí tuệ như chỗ cư trú của Bà La Môn, không có trộm cướp và sự xâm phạm hiếp bức của quan nhân. Quán thấy nhà vua các căn vắng lặng điều phục an ổn, thì Bồ Tát nên về nhà vua mà diễn thuyết các pháp. Nếu nhà vua không thích nghe thuyết pháp, thuyết nhiều pháp, thì Bồ Tát nên tùy thuận mà chỉ nói pháp chán lìa. Nếu nhà vua không muốn nghe pháp chán lìa, thì nên nói pháp thâm sâu rộng lớn, dầu ai đức của Như Lai. Ngoài ra, ở nhân gian xóm làng của Bà La Môn, sẽ đã lợi, ai có đến thì tùy nghi mà vì họ thuyết pháp cũng như vậy. Vì Bồ Tát đa văn nên có khả năng thuyết pháp, khiến cho người nghe thể đều hoan hỷ, sinh lòng thanh tịnh đối với Bồ Tát. Bồ Tát đã hay thuyết pháp, lại thường tu tập thiện phẩm, đối trừ phiền não, nhờ sức đa văn nên không còn ngã chấp, lại thường xa lìa ngã chấp sợ sợ. Nên Bồ Tát ở A Lăng Nhã không hoảng, không sợ đắc vô ý, vô sở ý. Bồ Tát ở A Lăng Nhã quan sát ngay hiện tiền, không còn bám víu, chẳng như loài dạ thú không có sự quan sát. Bồ Tát ở A Lăng Nhã không có sợ sệt, không có lỗi lầm, chẳng như dạ thú thường sợ trúng thương. Bồ Tát ở A Lăng Nhã vì trong xóm làng có người nam, người nữ, đồng nam đồng nữ tâm tán loạn, vì thâu nhận chánh pháp, vì không còn bám víu, chẳng phải như dạ thú vì hộ mạng mà sẽ lớn nhân gian. Vì Bồ Tát ở xa những nơi ấy nên được vắng lặng ngay hiện tiền, thấy A Lăng Nhã có công đức lớn. Bồ Tát trụ ở A Lăng Nhã thấy được vắng lặng, tu tập các pháp nên không chán lìa, không từ chỗ A Lăng Nhã. Đó còn là Bồ Tát duy trì phạm hạnh cho đến không nhàm chán, để bỏ không từ chỗ A Lăng Nhã. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được gọi là ở nơi A Lăng Nhã. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có thể ngồi nơi gốc cây, những gì là mười: một, không được ngồi nơi gốc cây rất gần xóm làng; hai, không được ngồi nơi gốc cây quá xa xóm làng; ba, không được ngồi nơi gốc cây không chông gai rậm rạp; bốn, không được ngồi nơi gốc cây dây che kín và nơi ở của dượng; năm, không được ngồi nơi gốc cây lá khô; sáu, không được ngồi nơi gốc cây có khỉ ở; bảy, không được ngồi nơi gốc cây có nhiều chim chóc; tám, không được ngồi nơi gốc cây có nhiều thú dữ ở; chín, không được ngồi nơi gốc cây ở gần đường đi; mười, không được ngồi nơi gốc cây có người thô ác ở. Bồ Tát phải nơi ngồi nơi gốc cây không có chướng nạn, thân được nhẹ nhàng, tâm được vui vẻ. Nay thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì có khả năng ngồi nơi gốc cây. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có thể ngồi nơi đất trống, giống như là mười: một, giới bốn mùa xuân hạ thu đông không nên ngồi ở nơi có tường vách; hai, không nên ngồi nơi rừng cây; ba, không được ngồi nơi chứa rơm rạ cỏ mục; bốn, không được ngồi nơi thung lũng dựa núi; năm, bên bờ sông treo leo không được ngồi; sáu, không được dùng vật ngăn chặn giá rét để ngồi; sáu, không được dùng vật che gió để ngồi. Tám, không được dùng vật che mưa để ngồi. Chín, không được dùng vật che nắng để ngồi. Mười, không được dùng vật hứng xương để ngồi. Nếu các Bồ Tát ngồi nơi đất trống, thân bị các bệnh là không có sức, thì nên vào trong nhà, trong chùa, nhà sư nghỉ. Đức Như Lai chỉ muốn đối trừ phiền não, nơi nào cũng nói rộng công đức của hành Đồng Đà. Ta nay tuy ở trong chùa, lòng không ưa thích cũng chẳng tham đắm, chuyên cần tu tập chánh pháp để đối trừ phiền não. Lại suy nghĩ, ta ở trong chùa chỉ vì thâu nhận các thí chủ,
chẳng gì nuôi dưỡng bản thân nên tưởng nghĩ như đất trống. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được gọi là ngồi nơi đất trống. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được gọi là ngồi nơi nghĩa địa, giống như là 10. 1. Các Bồ Tát đối với trú sắc tốt đẹp hết lòng sinh chán lìa. 2. Các Bồ Tát ở trong mọi lúc thường khởi tưởng về chết. 3. Các Bồ Tát luôn luôn khởi tưởng về dư tạng. 4. Các Bồ Tát thường quán về thân, khởi tưởng về thân đỏ lên. 5. Các Bồ Tát thường quán về thân, khởi tưởng về thân xanh bầm. 6. Các Bồ Tát thường quán về thân, khởi tưởng về thân máu mủ. 7. Các Bồ Tát thường quán về thân, khởi tưởng về thân sinh trước. 8. Các Bồ Tát thường quán về thân phần, khởi tưởng về thân thô khô cháy. 9. Các Bồ Tát thường quán về thân, khởi tưởng về thân tan rã. 10. Các Bồ Tát thường quán về thân, khởi tưởng về từng lớp xương ăn khớp nhau với nhau. Này thì Nam, Bồ Tát ngồi nơi nghĩa địa là vì thương xót các hữu tình, vì làm lợi ích cho họ nên trụ vào tâm từ, cũng là để giữ gìn giới trong sạch, thành tựu phép tắc nên không khởi tâm ăn thịt. Vì sao? Này thì Nam, nghĩa địa là nơi có nhiều phi nhân nương ở cùng khắp. Nếu thấy Bồ Tát ăn thịt thì không sinh lòng tình tính mà khởi lên phiền não, do vậy Bồ Tát không được ăn thịt. Này thì Nam, Bồ Tát ở nơi nghĩa địa, nếu vào nhà già lam, trước tiên nên lễ bái tháp Như Lai, thứ đến nên lễ bái những Bích-xu trưởng lão, sau thì hỏi thăm những Bích-xu tuổi trẻ, không ngồi vào giường chiếu những bậc nhà tăng nên đứng cung kính. Vì sao? Này thì Nam, vì Bồ Tát muốn tùy thuận thế gian có giúp hữu tình nên không ngồi vào giường chiếu những bậc nhà tăng. Đó là Bồ Tát ở nghĩa địa thuận theo bậc thánh. Nếu trái nghịch lại thế gian thì chẳng phải là bậc thánh. Nếu như có một Bích-xu đem Phật để ngồi mà Bồ Tát ấy ngồi, thì Bồ Tát nên quan sát kỹ ý thích của Bích-xu kia, về sau không có ăn năn và cũng và chúng tăng cũng không khởi giận hiềm. Thế thì Bồ Tát nên khởi tâm thấp kém như chiên đà trà la đồng tử mới ngồi chỗ này. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được ngồi nơi nghĩa địa. Lại nói, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có thể thường ngồi những gì là 10. 1. Thường ngồi vì thân không bị bức bách. 2. Thường ngồi vì tâm không bị bức bách. 3. Thường ngồi vì không bị hôn trầm. 4. Thường ngồi vì không mỏi mệt nhàm chán. 5. Thường ngồi vì muốn tương lương Bồ Đề được viên mãn. 6. Thường ngồi vì tâm tánh một cảnh. 7. Thường ngồi về chánh đạo ngay hiện tiền. 8. Thường ngồi vì hướng đến đạo tràng Bồ Đề. 9. Thường ngồi vì lợi ích cho tất cả hữu tình. 10. Thường ngồi vì muốn dứt hẳn các phiền não. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì có khả năng thường ngồi. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được tùy phu tọa những gì là 10. 1. Đối với phu cũ không thâm đắc. 2. Không bao giờ tự mình trả bày tọa cũ. 3. Không xa người khác trả bày tọa cũ. 4. Không hiện tướng khiến người khác trả bày tọa cũ. 5. Tùy nơi ấy có Phật như cỏ hoặc lá cây thì nó ngồi. 6. Những địa phương có nhiều rắn độc, muỗi mồng, hang lỗ thì nên bỏ đi và không nên ngồi. 7. Bồ Tát muốn nằm thì thân ngay bên phải, chân chồng lên nhau, dùng pháp y trùm thân, chánh niệm, chánh tri, khởi nghĩ sáng rõ. 8. Nằm ngay bên phải, không tham đắm, thùy miên. 9. Chuẩn bị nuôi lớn những hạt giống lớn và bị mạng sống. 10. Trong mọi lúc mọi nơi Bồ Tát làm cho thiện phẩm hiện ngay trước mắt. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được tùy phu tọa. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được tu tập, được vô già thiền định, giống như là 10. 1. Có khả năng thường tu bất tịnh. 2. Có khả năng thường tu từ bi. 3. Có khả năng thường tu duyên khởi. 4. Tu thiện xả về các tai họa lỗi lầm. 5. Có khả năng thường tu tánh không. 6. Có khả năng thường tu vô tướng. 7. Có khả năng thường tu vô già. 8. Có khả năng thường tu chuyên cần. 9. Không gây lỗi lầm.
mười giới thừa đầy đủ. Này Thì Nam, thế nào là Bồ Tát thường tu bất tịnh? Thì Nam, Bồ Tát ở một mình an tọa thân ngồi ngay thẳng như tư thái kiết già, hiện tiền quan sát tâm hết sức chán lìa, tâm an trú chánh niệm không theo ngoại chuyên. Suy nghĩ thế này: trong người ta hiện có tất cả những đồ ăn thức uống, hoặc tịnh hoặc uế, hoặc ngon hoặc dở, có vị hay không có vị. Đã ăn vào rồi thì bị lửa thân xúc chạm trở thành hư hoại bất tịnh đáng ghê tởm, không nên tùy thuận theo những kẻ ngu phu nghiện ngập tham đắm ở thế gian. Bậc thánh của chúng ta nương vào pháp tỳ nại gia thường dùng chánh trí quan sát tự thân, chẳng khởi lên tham đắm cũng chẳng nghiện ngập. Như thế tâm ta không nên sinh nhàm chán, lìa bỏ chân. Cho nên Bồ Tát thường tu bất tịnh. Thế nào là Bồ Tát thường tu từ bi? Này Thì Nam, nghĩa là Bồ Tát ở nơi nhàn vắng, an toàn một mình, tâm ngồi ngay thẳng, kiết già một cách thư thái, ngay hiện tiền, tâm quan sát hết sức nhàm chán, lìa bỏ, tâm an trú chánh niệm, không theo ngoại duyên. Bồ Tát tư duy các loại hữu tình, khởi nhiều sân hận, gây nghiệp bất thiện, ai thường gần gũi kẻ bất thiện, khởi tưởng dự oán tù, không có trạng thái gì giữa ta, hoặc vào đời quá khứ, hoặc vào vị lai, hoặc ngay hiện tại mà khởi những nghiệp như vậy, khi ta khiến cho mọi hữu tình ấy đều được đoạn trừ những sân hận đã khởi, làm cho họ ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề. Việc như vậy không chỉ nói suông, đó chính là ý muốn sâu xa của Bồ Tát tùy thuận tư duy, đó gọi là Bồ Tát có khả năng thường tu từ bi. Thế nào là Bồ Tát có khả năng thường tu duyên khởi? Nghĩa là các Bồ Tát nếu tâm khởi lên tâm ái và sân hận từ tư duy như vậy, do ngã mà khởi lên các pháp tham sân, ngã đang khởi là từ duyên sinh, từ cảnh sở sinh khởi, tham sân và tham cũng từ duyên khởi. Người có trí thì không ai ở trong các pháp duyên sinh hư vọng mà khởi lên chấp trước ngã, đó gọi là Bồ Tát có khả năng thường tu duyên khởi. Thế nào là Bồ Tát đối với các lỗi lầm hoạn nạn khéo léo tu hành? Nghĩa là các Bồ Tát vì muốn đoạn trừ lỗi lầm tai họa cho bản thân nên thường tu tập. Nếu người nào liên tục gây ra các tai họa lỗi lầm thì có thể nhận lời chỉ dạy của Bồ Tát khiến họ được đoạn trừ, ai không kham nhận thì Bồ Tát liền bỏ đi. Thế nào là lỗi lầm? Nghĩa là đối với Phật Pháp Tăng, đối với giới bậc thánh, người phạm hạnh và đối với thế gian tôn ti già trẻ lòng không cung kính, đó là lỗi lầm. Tự ý thân mình mà thường khởi lên ngã mạn, khinh rẻ người khác, nhiễm đắm những cảnh giới hiện tiền, quay lưng giới niết bàn, khởi lên ngã kiến, hữu tình kiến, mạng già kiến, bồ đạt già la kiến, đoạn kiến, không kiến, chấp thường, vô thường kiến. Tánh không tôn kính như bậc thánh, gần gũi kẻ ngu, xa lìa người trì giới, cúng dường người phá giới, lánh xa người đức hạnh, gần gũi người không đức hạnh, phi bán tạng cân sâu xa vi diệu. Đối với tạng kinh này thường ấp ủ sợ sệt, biến trả lười biến, khinh rẻ bản thân, tánh không biện tài, sức sáng thấp kém. Điều không ăn năn thì là ăn năn, điều đã ăn năn thì không ăn năn. Tâm bị truyền cao thấp bụng, chạy theo huyễn cảnh lừa dối, vua nịnh, bị hôn trầm thì miên cha đầy, tánh thương ưa thích cung kính, lợi dưỡng tham đắm, dòng họ nước ái quyến thuộc, ưa quốc độ chúng hội, sẽ bỏ cái vua của pháp tánh đã thật trì. Còn gối tuận theo chú thuật thế gian thì nhậm chán sẽ liệt pháp chính pháp xuất thế, quyến tập điều bất thiện, con tu các điều thiện, khiến người xuất gia ác. Đối với các người nam, người nữ, đồng nam, đồng nữ, các ngoại đạo đều khen ngợi, không thích ở nơi lăng nhã, ăn không biết lượng. Đối với bậc công túc của mình không muốn cần củi, khi tụng trì, huân tập thì tự phân chia giới hạn, cho không phải là sở hành của mình, không thấy lỗi xấu, tâm không cung kính giới di tế. Đối với tội nhỏ, tâm không sợ sệt, tới kẻ ngu xem các căn mờ ám, khen là gián lặng, thấy người trí tuệ, các căn thông minh lanh lợi thì bài hát cho là ồn ào, trào cử. Bởi hành ngạo nghễ chấp trước điên đảo, tánh ưa lợi thô tháo, giới các sắc thích hay không thích tùy thuận chấp trước. Tới người nổi giận không sinh lòng từ, tới người chịu khổ không khởi lòng thương, tới người mắc bệnh không lấy đó mà sinh tâm nhàm chán xa lìa. Tới người chết chẳng có sợ sệt, nơi thiêu đốt chẳng cầu thoát khỏi, không quan sát thân, chẳng quan sát giới, tâm không quan sát dạ pháp đã làm, sẽ làm, đang làm. Điều không nên tư duy thì lại tư duy, không nên suy tính lại suy tính, không nên mong cầu lại mong cầu. Chẳng phải xuất ly, nghĩ tưởng là xuất ly.
chẳng phải đạo, nghĩ tưởng là đạo, chưa đắc cho là đã đắc. Nên làm không nên làm, tham đắm pháp ác liều bỏ pháp thiện, nó xấu đại thừa khen ngợi tiểu thừa, hay bán người thâm tính đại thừa khen ngợi người thâm tính tiểu thừa, thường khởi tranh luận hằng gây đấu khẩu ôm lòng thua lỗ, ưa nói lời ác ngạo nghễ nhiều lời, nghiêm khắc báo ác, tham lam dối trá, tánh nhiều hư vọng, lời nói không trật tự, ưa thích hí luận, đây là lỗi lầm. Bồ Tát đối với những lỗi lầm như vậy luôn được khéo léo rồi chuyên cần tu tánh không. Vì muốn liệu bỏ các hí luận, tuy Bồ Tát chuyên cần tu tánh không, nhưng tâm rải khắp đến từng nơi mà tâm vẫn trụ an lạc. Bồ Tát tìm khắp từng cảnh giới, tu tánh đều không, chẳng tìm chẳng thể được. Cảnh sở thụ đã không thì tánh tâm năng thủ cũng chẳng có. Biết rõ tâm cảnh sở quán là không, nên thực thể trí năng quán chẳng có. Khi Bồ Tát quan sát tánh không rồi, tu tánh vô tướng. Tuy Bồ Tát chuyên cần tu vô tướng, nhưng vẫn còn có các tướng. Từng tướng hiện tiền, Bồ Tát lại quán các tướng hiện tiền theo tánh đều không. Các tướng như vậy chẳng thể được. Quán tướng trong thân cũng chẳng thể được, thì đối với thân niệm trụ cũng chẳng thể được. Nên tâm không chấp trước vào các tướng ngoài. Những Bồ Tát lìa bỏ các tướng như vậy, và luôn luôn phát khởi tu tập ý lạc. Bồ Tát tu tập các tam ma địa ở trong cảnh giới ấy, an trú không gián đoạn, tâm nhất tánh cảnh là samatha, quan sát như thật là tibhassana. Bồ Tát tu tập tam ma rị ra, tâm được vô hối hoan hỷ. Vì sao? Vì giới thanh tịnh. Vì các Bồ Tát giới hành thanh tịnh nên được du già. Người đầy đủ giới tăng trưởng du già, tu tập du già, cho nên gọi là người được du già. Ở này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì có khả năng tu tập du già. Lại nữa này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có khả năng gìn giữ tạng kinh, giống như là 10. Một, lắng nghe tiếp nhận vì bảo vệ chánh pháp chẳng vì của cải. 2. Lắng nghe tiếp thu vì bảo vệ trụ trì chẳng vì lợi dưỡng. 3. Lắng nghe tiếp nhận và nói dòng tam bảo không dứt mất, chẳng cầu cúng dường. 4. Lắng nghe tiếp nhận vì thâu nhận những các hữu tình phát tâm hướng đến đại thừa, chẳng vì tiếng tốt khen ngợi. 5. Lắng nghe tiếp nhận vì muốn lợi ích cho các hữu tình không nơi nương tựa, không người nhờ cậy. 6. Lắng nghe tiếp nhận vì các hữu tình khổ não được an lạc. 7. Lắng nghe tiếp nhận vì các hữu tình không tuệ nhãn được tuệ nhãn. 8. Lắng nghe tiếp nhận vì các hữu tình phát tâm hướng đến thanh văn thừa mà diễn tiết đạo thanh văn thừa cho họ. 9. Lắng nghe tiếp nhận vì các hữu tình phát tâm hướng đến đại thừa mà diễn tiết đạo đại thừa cho họ. 10. Lắng nghe tiếp nhận vì tự thân chứng trí vô thượng chẳng gì mong cầu thừa thấp kém. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì có khả năng gìn giữ tạng kinh. Là nữa này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có khả năng gìn trì giữ tạng tỳ đại gia, chẳng như là 10. 1. Có khả năng biết rõ tỳ đại gia. 2. Có khả năng biết rõ ý nghĩa của tỳ đại gia. 3. Có khả năng biết rõ nghĩa lý thâm sâu của tỳ đại gia. 4. Có khả năng biết rõ vị thế của tỳ đại gia. 5. Có khả năng biết rõ điều nên làm và không nên làm. 6. Có khả năng biết rõ tự tánh vi phạm. 7. Có khả năng biết rõ sự thiết bày vi phạm. 8. Có khả năng biết rõ sở học duyên khởi ba la đề mộc xoa. 9. Có khả năng biết rõ luật của thanh văn. 10. Có khả năng biết rõ luật của Bồ Tát. Nay thì nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này đã có khả năng nắm giữ tạng luật. Lại nữa này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có thể đầy đủ oai nghi cho cảnh giới sở hành quân pháp, giống như là 10. 1. Học tất cả học sử của thanh văn. 2. Khi học tất cả học sử của duyên giác. 3. Học hoàn hảo tất cả học sử của Bồ Tát. 4. Về các học sử được học hoàn hảo rồi thì có khả năng hoàn hảo quân pháp sở hành đầy đủ. 5. Sở hành quân pháp đều đầy đủ rồi nếu có thể xả bỏ hạnh chẳng phải sa môn. 6. Vì nhân duyên này mà Bồ Tát không thực hành phi xứ phi thời. 7. Bồ Tát có thể đối với sở hành oai nghi khuôn phép của sa môn đã được đầy đủ, nên sa môn ba la môn đều không thể cơ hiềm vì bán phi lý. 8.
Do đây Bồ Tát cũng có thể khiến cho người khác học hoàn hảo tất cả học xứ như vậy. Chính Bồ Tát thực hành công pháp viên mãn rồi, được đoan nghiêm vắng lặng đầy đủ an nghi, mới thành tựu an nghi mà chẳng dối trá. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu bài pháp này thì có thể đầy đủ an nghi cho cảnh giới sở hành công pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên nỗi bốn ăn nặng như cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe được phát tâm Bồ Đề, một báo thân này đều sanh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sĩ A Di Đà Phật. Nam mô 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 Kinh Bảo Vũ. Nam mô Kinh Bảo Vũ Hội Thông Phật Bồ Tát.